con cá không? Ui, đó 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 đó, quả quả đó 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 đó, quả rồi quả rồi quả rồi, có nha có nha. Thôi đâu quá, nãy giờ mấy cái rồi. Đó 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 đó, vô vô rồi vô rồi vô rồi, anh em thấy gì chưa nè? Đó, nãy giờ mong ước vô cái trê thì vô thiệt rồi. Ồ, đã không, đã không, đã không nha, quá rồi. Đó đó, Linh mến chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh của Minh Khôi Vlog. Thì hôm nay là tới cử đi thăm lợp nè. Thì mấy bữa nay á, thì cái từ cái bữa mà Linh thăm lợp tới nay á, là đêm nào cũng mưa cô bác anh chị. Rồi hôm cũng vậy luôn, hôm mưa là hầu như là nguyên đêm luôn. Chuyến này là Linh thăm chắc trúng nữa. Linh nghĩ gì thôi mà không biết làm sao đây. Thì Linh đặt lợp á, thì Linh cũng vẫn bỏ mồi nha. Thì mồi của Linh á, thì cũng thì cái video vừa rồi á, cô bác anh chị cũng đã xem rồi đó. Thì thấy cũng có nó cũng hiệu quả đó. Đây mồi của Linh đây. Thì giờ thì trời cũng cũng đang chuyển mưa kìa. Bây giờ Linh thanh thủ Linh đi, đi thăm nha. Thì đi thăm thì chỉ có cái thùng thôi, với cái lưới nè. Đó. Thì đây cái thùng này thì cái thùng mồi của Linh. Thì Linh cũng thấy hiệu quả đó, thì Linh cũng mua thêm một chục cái. Thì Linh cũng có đặt rồi luôn rồi. Thì bữa nay Linh thăm một chục cái này. Thì mai, nếu mai rảnh mốt vậy Linh đi thăm người, Linh sẽ quay lại coi cho cô bác anh chị xem. Thì 10 cái đó thì Linh không có bỏ mồi. Rồi đợt sau nữa Linh mới bỏ mồi. Bây giờ Linh mời cô bác anh chị theo chân Linh đi thăm những cái lợp nha. Rồi, thấy đầu tiên nè. Rồi cua. Chưa tới là thấy Linh thấy cua rồi. Cua nè. Đó rồi. Nó nhảy xuống rồi. Rồi không có con nào luôn. Trời ơi nó dính. Được một con cua. Cái này thăm chuyến nào cũng dính hay sao, chuyến này không dính nè. Rồi vậy là trời ơi có lỗ. Nè. Để xuống. Ơi cái lỗ. Cái lỗ bành ký luôn. Cái lỗ ngay cái hôm nè. Trời ơi con cua. Nó chỗ ngoài, nó vô nó kẹp chỗ ngoài đó. Thôi giờ để Linh dựng đây nha. Linh giá lỗ này Linh đặt lại coi. Cái thứ hai này trong đền trước của Linh nè. Rồi vô rồi, vô rồi. Trời ơi con ếch. Đây nè, để Linh để camera nhẹ nhẹ lên cho cô anh chị xem nè. Rồi lặn rồi. Ếch không, con ếch không. Quá đã luôn. Sao mà nó vô được ta? Chắc có lặn. Ôi lặn. Nó lặn vô nó ăn cá. Rồi đây có những anh em không tin đặt lợp mà vô ếch nữa. Trời ơi làm. Tới đây làm khổ, nghề này khổ. Nó này gọi là làm dâu trăm họ đó các anh chị. Cô cá không? Cúi. Đó 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 đó. Wow. Quá. Cá phi không à. Vô rồi. Vô rồi.
có cua nữa nha. 2, 4, 5 cá phi. 5 phi con cá sặc đẹp. Nhất là ngon nhất là con ếch rồi nè. Thối thần con ếch luôn. Rồi đi lên. Nè, mồi của Linh hết luôn rồi nè. Cái này Linh bỏ mồi nè. Cái loại mồi này chỉ không có dụ được cá lóc nha. Chỉ dụ được cá trê, cá rô phi, cá lăng. Giờ để Linh ghiên. Để Linh ghiên lên đây đi. Rồi cái này. Cái này sao mà nó, cái lợp mà sao nó lật qua bên luôn rồi. Đây nè. Cái lợp sao mà nó lật qua bên luôn nè. Hay là sóng đánh nó lật không biết. Rồi luôn. Rồi luôn. Không có giật. Ờ có. Tưởng không có mới giật chứ. Đó quá rồi. Có nha. Có vô rồi. Đó. Cá phi. Một con cá phi, một con cá lóc. Cá lóc cứng. Bả không? Ở trong con cá phi. Vậy thì sao chứ? Rồi, giờ để Linh bắt ra. Đó không, trời cũng đang mưa đó. Hết hồn cái mưa này không? Này bão hay gì á. Nay trời quay cũng không đẹp. Quay tối thui à. Cô bác anh chị xem thông cảm nha. Bán đồ. Ghê bán đồ. Đây mình để cái thùng cái. Con này hai cái thùng cái đó. Khó để. Sợ mấy cà phê. Mấy cà phê gà. Nãy cà phê Linh không có bỏ túi. Vậy để cá trê với cá lóc đồ thôi. Rồi này sao thấy im ghê luôn rồi nè. Dở lên mới biết. Này bán đồ chơi lo không à. Xa xa là người ta đã nghe rồi. Rồi người ta chạy ra mới kịp á. Giờ buôn bán giờ vậy không. Hồi hộp quá. Nãy giờ mấy cái rồi. Đó vô rồi. Anh em thấy gì chưa? Nè. Đó. Nãy giờ mong ước vô cá trê vô thiệt rồi. Ồ đã không? Nha. Quá rồi. Đó. Vô. Quá. Vô. Mấy con. Vô anh em ơi. 4 con. Đã không? Còn là cái đó vừa không? Ồ nó đã coi. Mỏ mông luôn rồi. Mỏ mông luôn nó bị. Bị sưng rồi. Thì nó vùi á. Anh em. Rồi giờ để Linh bắt ra nha. Cá trê dừa. Chỗ Linh á, cá này nè, mua người ta mua rẻ lắm. Có mấy chục ngàn một ký nha. Đi cái xô. Chắc à. Đó một em nè. Cá này mạnh lắm. Thịt nó cứng ngắc ha. Hai em nè, ba em nè.
để bữa nào á Linh đi cắm câu á, cá trê này nè, cắm trê dưới sông nè cho cô bác anh chị xem. Thôi bây giờ để Linh đặt lại cái này nha. Cái này hôm nay hình như có chạy không ta? Mình không nhớ, hình như có chạy hay vậy, chạy con hay là hai con cá lóc gì quên rồi, mình không nhớ nữa. Ừ, đã không anh em. Được rồi, được con cá lóc, con ếch với được bốn cá trê đó, còn mấy cá phi giờ Linh không nói không nói tới, cá nó rẻ lắm. Rồi giờ để Linh đặt lại cái này anh chào trời. Ôi, mới giờ tôi nói tạo những cái cây cái tợt rồi, cái này bữa đó chạy 5-6 cái trê vậy nè, này không biết có chạy không. Rồi cái lợp đâu rồi, rồi cái lợp đâu rồi, rồi không có lợp ngập rồi. Ê, còn đủ mắt cái lợp không chứ, đi giọt ba cái lục bình này ra. Nè con nè, còn lót miếng. nếu có thì nó cũng còn thở được. Rồi nước còn lớn. Làm con tay nó hơi khó khăn. Của à, chưa tôi thấy của ở đây có nhàn con gì nó ụt giống như con cá trê quá à. Vô nữa rồi anh em ơi. Đâu rồi, Linh giữ nhẹ nhẹ lên. Ôi cái dưỡng mà cái cây của Linh cầm nè, Linh cầm cái lợp lại á. Đâu cúi trời ơi, con cá trê với con cá phi. Ôi đã, hiệu quả, mồi này hiệu quả nha anh em nè. Đó, thông con cá phi vô đó rồi, con cá trê à, này giống con cá trê vàng quá ta. Để Linh coi nó dưỡng, nó cà dưới, không có quay được, nhìn giống con cá trê vàng quá. Mày biết phải không à, tao anh em xem thử cái này giống con cá trê vàng quá nè, không phải cá trê phi. Này chắc cá trê vàng quá, 100% cá trê vàng rồi nè, 100% luôn. Đã không, cá trê vàng châu Linh là hiếm lắm nha. Đó cá phi nè, đó cua à, cái này cái nữa là xong, là hết lợp. Nghe chỗ này là Linh thăm mấy lần rồi nè, là một cái đầu á, thì đầu thì lợp cũng ngập mất tiêu, thứ hai là gách không ta. Bây giờ nhiều nước nhiều quá, chung qua cái này cũng khó khăn nè. Dướng cái ơi, nhẫn cái thùng xuống mà không được nữa. Rồi nó dướng cái ngoài ơi qua được cái này rất giả luôn. Hai cái trên này Linh không có để mồi, bữa nay lên bỏ mồi nè, nay mấy cái vừa xong là Linh bỏ mồi hết. Đừng có lật nha, thôi cái này để Linh cầm máy mới được, cầm máy đặng dỡ cái dĩ này lên nè mới lôi cái lợp ra được. Không nghe nhúc nhích gì trơn. Có cái sạch có trời ơi, cá lóc bự
Ôi đã nha anh em. Nè, ở thùng cá lóc luôn. Đau nè. Ôi ôi ơi, quá mừng luôn rồi. Có tiền rồi, có tiền rồi. Được ba con cá sặc đẹp nữa. Bữa nay vô mánh rồi. Thôi không dám, không dám bắt ra, nó mạnh quá. Giờ trùm vô chắc cứu rồi. Quá đã rồi. Cái này hôm nay là 2-3 lần gì không chạy rồi. Thì mà kéo ra anh em gu. Đó. Vô mảnh. Rồi giờ để Linh đặt lại cái này nha. Giờ hai cái này á Linh bỏ mồi. Dụ cá trê. Cá trê, cá phi. Rồi cái cuối cùng. Linh tin tưởng cái này lắm nè. Thuốc nào cũng chạy luôn. Mưa mà nó có rớt hột vô cái màn hình đó mà nó hơi mờ, cô bác anh chị xem thông cảm nha. Linh cũng gắng đi thăm luôn rồi. Trời ơi, chắc nhờ anh đóng nè. Mưa giờ mưa quá lạnh luôn. Bão rồi vậy. Để xi dây đàng hoàng chứ hồi kiếm. Ờ chuột cắn nè. Linh cột cái này lên cột. Hai cộng lận. Mà chuột cắn nước hết một cộng rồi. Rồi nó dướng gì nữa rồi. À Linh cầm cái. Cầm cái cây ở dưới á. Gì mà cũng khó lên nữa. Lời ra đây có không? Sao không thấy nhúc nhích gì đâu nè. Cái này lúc nào cũng tin tưởng. Hui. Rồi luôn. Một con cua ốc. Nhóc ốc luôn. Không biết nó có gách không thì sao cái này. Kỳ ta. Thôi giờ để Linh xử lý cái này nha. Rồi lát về nhà đó. Rồi Linh đổ ra rồi cho cô bác anh chị xem kết quả. Không thấy gách nè. Rồi luôn. Trời ơi. Linh hiểu tại sao rồi. Chuột nó cắn. Khoan để Linh để dựng cái này lên coi. Giờ đứng như này khó quá. Cũng có con tay à. Để Linh cầm lại. Ôi. Để quay đem lập ra đây. Đây. Linh chỉ cho cái này. Ôi ôi nó dướng. Ôi ôi. Nó còn dướng. Đây. Đây nè. Hỏi về đây. Để Linh chào cái máy cho nó. Ôi ôi dướng. Đây nè. Đó. Về đây. Biết sao con chuột nó cắn.
Ôi trời, nó cắn rồi, nó tụt cái dây này, cá nó ra hết trơn rồi. Trời ơi, hèn chi. Trời ơi, uổng ghê ta ơi. Hết biết rồi. Bây giờ đi Linh xử lý cái này lại nha. Thì về nhà Linh đổ ra Linh cho cô bác anh chị xem kết quả. Rồi Linh đã về tới nhà nè cô bác anh chị. Quá lạnh luôn. Đó này cá phi. Cá phi cái sạch Linh để ngoài. Ngày mai mà quẩn quẩn á chắc mốt quá mày nghỉ mốt mốt đi mốt đi đi thăm cái mười cái Linh mới đặt. Đó. À, ui. Ồ, có lóc đã không thở thôi có lóc chứ. Trời chứ mưa quay nó hơi tối không anh chị. Đó. 10 cái. 10 cái lợp. Mình chắc nước bớt ra. Rồi con ếch này bị. Ếch này bị ngủm rồi. Ếch bị ngủm rồi. Này mấy con cảm à của mồi cũ nè, Linh tháo ra nè. Thì Linh lấy lại đằng đợt sau đằng Linh đặt nữa đó. Thì Linh quay gần lại cho các bác anh chị xem. Trời tối quá khó thấy. Đó cái phi. Hình như được hai cái phi bự rồi vậy. Đó hai cái phi nè. Hai con cá phi này ở ngoài sông nè. Đã không? Muối chiên cơm. Được 4 cái cá ra dừa. Ý. Hết hồn cá lóc này không? Được chừng mà. Được chừng 5-6 con gì ha. Rồi ra nữa. Ôi. Con cá này nó mạnh lắm. Cái tên này nè. Như nãy được một con dội ra nữa. Như nãy được một con cá rây vàng khỏe đây nè. Nó nè. Phải không? Phải không ta? Không phải. Không phải không có. Ừ con này nè. Ôi. Quá. Quá rồi. Ôi nó đi. Nó đi nhanh ghê không. Nó đi bằng hai cái kỳ. Thôi. Bây giờ. Giờ Linh kết thúc. Rồi nữa rồi. Nãy ra sàn cá hết trơn. Không được rồi. Thôi giờ Linh kết thúc video đây nha. Thì nói chung là cũng được nhiều cá này nè. Cũng ngon lành. Rồi ra nữa rồi. Thôi kệ nó. Bây giờ là Linh kệ nó luôn rồi. Qua đây nó sáng chút nè. Phải nãy mà này quay vô là sáng dễ thấy rồi. Rồi giờ Linh kết thúc video đây nha. Rồi cô bác anh chị hãy hóng cái video tiếp theo Linh thăm 10 cái lợp mới nha. 10 cái đó Linh đặt xa lắm. Tới xa Linh đặng cái. Rồi hẹn cô bác anh chị lại video sau. Và anh em nào mà chưa đăng ký hãy đăng ký nhấn chuông để theo dõi những cái video mới của Linh nha. Rồi hẹn cô bác anh chị lại cái video sau. Bye bye.